Thưa quý vị, tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng của tỉnh ủy cho biết, năm 2021, Đảng bộ tỉnh đã kết nạp 1.486 đảng viên mới, đạt 99% kế hoạch năm. Trong đó kết nạp trong doanh nghiệp ngoài nhà nước 101 đảng viên, vượt 48,5% kế hoạch. Thành lập mới 7 tổ chức cơ sở đảng doanh nghiệp ngoài nhà nước, vượt 75% kế hoạch. Đến nay, toàn đảng bộ có 559 tổ chức cơ sở đảng với 44.665 đảng viên. Năm qua, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tổ chức 7 đoàn kiểm tra giám sát đối với 10 tổ chức đảng, 10 đảng viên là tỉnh ủy viên, xem xét thi hành kỷ luật đảng đối với 2 đảng viên thuộc diện tỉnh ủy quản lý. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy thành lập 13 đoàn kiểm tra giám sát đối với 27 tổ chức đảng và 30 đảng viên. Các cấp ủy đảng trực thuộc và cấp cơ sở kiểm tra giám sát 649 tổ chức cơ sở đảng, 1.440 đảng viên. Hội nghị đã công bố quyết định của Ban chấp hành Trung ương Đảng chuẩn y Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, tỉnh ủy viên, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giữ chức ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2020-2025. Dịp này, tỉnh ủy đã tặng bằng khen cho 6 chi bộ và 67 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, tặng cờ cho đảng bộ quân sự huyện Long Điền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền, tặng bằng khen cho 3 đảng bộ cấp huyện và tương đương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, những kết quả tỉnh Bà Rịa chúng ta đạt được trong công tác xây dựng đảng 5 năm qua đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, giữ vững niềm tin và sự đồng thuận cao trong đảng, trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, tạo tiền đề vững chắc cho tỉnh vững bước vào giai đoạn phát triển mới. Để phát triển kinh tế xã hội, để xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh này, thì yếu tố then chốt là vấn đề cán bộ. Nên tôi đề nghị chúng ta năm nay cố gắng tập trung hơn để làm cho thật tốt và đúng kế hoạch công tác cán bộ. Vì đây là cấp bách, bởi cán bộ chúng ta đang hụt hẳn cả cái nhiệm kỳ này ở một số vị trí và kể cả cái nhiệm kỳ sau. Nếu chúng ta không thực hiện tốt việc này trong việc quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, luân chuyển thì cuối nhiệm kỳ chúng ta không có nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ sau. Thì chúng ta rất khó mà để mà sắp xếp, bố trí. Ông Phạm Viết Thanh nhấn mạnh, trong năm 2022, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tiếp tục hỗ trợ xây dựng đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị các cấp trên địa bàn tỉnh trong sạch vững mạnh.